Giá của tình yêu là làm cho mọi sự trở thành vô giá. Tình yêu là đối tượng được suy tư, lý giải, bàn bạc, biện bác, ca ngợi, kể cả sùng bái, thần tượng và chà đạp, khinh khi, lạm dụng nhất. Người ta có thể chết cho tình yêu, hiến mạng sống vì người mình yêu, nhưng đồng thời có thể hờ hững, dửng dưng, tàn nhẫn bán đứng, giết chết tình yêu. Lý do nào đã đưa đến những chọn lựa hoàn toàn khác biệt và đối nghịch trước tình yêu như thế? Những người sợ tình yêu, tránh né tình yêu, lên án và thù ghét tình yêu thường cho rằng tình yêu đã làm họ mất nhiều hơn được, thiệt thòi hơn có lợi, thua nhiều hơn thắng. Trong cuộc tình, họ tự cho mình là những người thua cuộc, tự liệt mình vào đội ngũ bại quân, bại tướng và không ngớt than thở: tình yêu đã vô phúc, biến tôi thành người hận tình trăm năm, kẻ thù tình thiên thu, truyền kiếp. Thực ra, kinh nghiệm yêu thương cho thấy, đi vào đường tình là đi vào con đường mất mát, thiệt thòi. Bởi có tình nào cho nhau mà không đòi mất giờ, mất tiền, mất công, mất sức khi tình được biểu hiện? Có mối tình nào cho nhau mà không kéo theo từng khối hy sinh chịu nặng? Có tình nhân nào không khổ vì thương, buồn vì nhớ, lo vì nhiều giới hạn của nhau và nhức nhối, nặng lòng vì không làm được những điều tốt đẹp cho người mình yêu? Có người nào không bồn chồn mất ăn mất ngủ, ra vào không yên, phập phồng lo sợ trước nguy hiểm thử thách đang rình rập, đe dọa người mình yêu thương? Thực vậy, đi vào đường tình, người ta sẽ vì người yêu mà tự nguyện lắng lo, khắc khoải trăm chiều, vì thương người tình mà sẵn sàng toàn tảo đêm ngày, vì cưng chiều tình nhân mà lặn lội khuya sớm. Bước vào tình yêu, ai cũng sẽ vì no ấm của người yêu mà thắt lưng buộc bụng, dè xẻn từng đồng, chắc chiêu từng cắt, vì hạnh phúc của người mình thương mà chẳng ngại cực thân, khổ thân, xả thân, hiến thân, quên mình. Đã không có xa lộ tình thênh thang với đèn đường sáng rực, cũng chẳng đường vào tình yêu nào lại thiếu gai nhọn của bông hồng. Và mãi mãi người ta phải làm quen với nước mắt hy sinh khi yêu thương. Bởi bản chất đích thực của tình yêu là cho đi và nhận lại, hiến dâng và nhận về, trao ban và nhận lãnh. Nên trong tình yêu, người ta hạnh phúc khi hy sinh, hy sinh trong hạnh phúc. Bởi chính lúc hy sinh cho đi, hy sinh chịu thiệt thòi, hy sinh mất mát, thua lỗ là lúc vui khôn tả, hạnh phúc vô cùng, vì hy sinh được nhận về, hy sinh được nhận lại, hy sinh được đáp trả, hy sinh được người mình thương trân quý, công nhận. Như thế, với người ích kỷ sẽ không có ý niệm hy sinh, chia sẻ, gánh vác, quên mình trong tình yêu. Trái lại, khi yêu, họ chỉ muốn nhận mà không cho, chỉ vung vén mà không sởi lởi ban tặng, chỉ thu gom làm giàu cái tôi mà không quan tâm chia sẻ với người khác. Nên yêu thương nơi họ quả thực rất dị hợm, bệnh hoạn và là một thất thu lớn, thiệt hại to, lỗ vốn nặng cho chính họ. Bằng chứng là họ coi tình yêu chỉ là tai ương khó cam, gánh nặng khó gánh. Nhưng đó chỉ là lý do bên ngoài thấy được, trong khi lý do nội tại và chính yếu là chưa được nhận diện. Đó là đa số chúng ta không nhận ra cái giá làm cho mọi sự trở nên vô giá của tình yêu. Tình yêu làm cho mọi sự trở thành vô giá khi tình yêu làm cho tương đối trở thành tuyệt đối. Thế giới loài người là thế giới của tương đối, và chính con người cũng tương đối như tất cả những gì hiện hữu quanh con người. Nhưng khi yêu thương, con người tương đối chạm vào Thiên Chúa tuyệt đối, đi vào thế giới tuyệt đối của Thiên Chúa, như Đức Giêsu đã khẳng định:
Ai yêu mến thì ở trong Thiên Chúa. Ở trong Thiên Chúa là ở trong tuyệt đối, vì Thiên Chúa là tuyệt đối. Ngài là sự thật tuyệt đối, sự tốt lành tuyệt đối, cái đẹp tuyệt đối. Được ở trong Thiên Chúa tuyệt đối, nhờ yêu thương, con người được biến đổi từ tương đối trở nên tuyệt đối trong Thiên Chúa, như giọt nước nhỏ bé được biến thành rượu trong ly rượu đầy. Như thế, khi yêu thương, tất cả những gì là tương đối đều được biến đổi thành tuyệt đối. Những việc làm nhỏ bé trở nên tuyệt vời vĩ đại. Những chuyện cỏn con, không mấy giá trị được biến thành cao cả, vô giá. Cái giá vô giá của tình yêu đã biến thành vô giá tất cả những gì vụn vặt, tầm thường, bé nhỏ, không có giá trong đời sống và nơi con người tương đối. Những tương đối tưởng mãi mãi không có giá trị, không đáng gìn giữ, bảo quản, bỗng trở thành vô giá. Nhờ cái vô giá của tình yêu, khi tình yêu được hòa nhập trong Thiên Chúa là hữu thể tuyệt đối. 2. Khi tình yêu làm cho mọi sự trở thành vô giá. Khi tình yêu làm cho hữu hạn trở thành vô hạn, có cùng trở thành vô cùng. Khi yêu thương, chúng ta chấp nhận thiệt thòi khi hy sinh, mất mát khi quên mình, sức sáng, tổn thương khi gánh vác thân phận người mình yêu. Và những hy sinh, thiệt thòi, thương đau ấy, từ bình diện có cùng, thuộc phạm trù có giới hạn, được vượt lên và trở thành vô cùng vô hạn. Nói cách khác, những việc làm vì yêu thương không còn là việc làm có giới hạn cho con người, có giới hạn, nhưng biến thành việc làm vô cùng, vô hạn, dành cho đấng vô cùng, vô hạn, như Đức Giêsu đã công khai đồng hóa. Bất cứ việc gì các ngươi làm cho những anh em bé nhỏ nhất là làm cho chính ta. Tình yêu làm cho mọi sự trở thành vô giá. Khi tình yêu làm cho những gì chóng qua trở thành vĩnh cửu, đời đời. Khi yêu thương ai hay làm phúc cho người nào, ta nhận được lòng biết ơn và phần thưởng của con người. Điều này muốn nói lên rằng, công lên ta nhận, danh dự, huân chương ta có do người khác ban tặng chỉ mang tính chóng qua theo quy luật của thế giới hữu hạn, hữu hình này mà không có tính vĩnh hằng, bất biến. Nhưng khi tình yêu của con người được đụng chạm đến Thiên Chúa, thì phần thưởng công lên của hành vi yêu thương nơi con người được trở nên đời đời, vĩnh cửu như Đức Giêsu đã công bố. Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng phương quốc dọn sẵn cho các ngươi từ thủa tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn. Ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng. Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Tóm lại, tình yêu ta dành cho người khác vì ở trong Thiên Chúa và được Thiên Chúa đồng hóa thành chính tình yêu dành cho Ngài, nên công trạng, phần thưởng, hoa trái của việc làm tình yêu nơi ta được biến thành đời đời trong đời đời của Thiên Chúa. Và quả thật, tình yêu đã làm cho tất cả mọi việc, mọi sự dù tầm thường, nhỏ mọn, bề ngoài xem ra vô vị đến đâu, đều trở nên vô giá, tuyệt vời, tuyệt đối, vô cùng, vô hạn và vĩnh cửu, đời đời trong Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa đã chọn tình yêu làm bản tính của Ngài. Chọn tình yêu là con đường duy nhất để con người đến được với Ngài. Chọn tình yêu là sự thật giải phóng con người khỏi những trói buộc thuộc cõi vô thường, tương đối. Chọn tình yêu là bệ phóng cho phép con người được bước vào đời sống vĩnh cửu, đời đời. Khi nhận mình là đường, sự thật, sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đức Giêsu khẳng định, Ngài là tình yêu và trong tình yêu là Ngài. Chúng ta được biến đổi nên tạo vật tốt đẹp, thánh thiện như Ngài là đấng thánh. Vì thế, sẽ không có việc làm nào của tình yêu bị lãng quên.
không ước mơ hạnh phúc nào cho người khác bị bỏ qua, không khắc khoải tầm kính nào cho tương lai tốt đẹp của người anh em, mang phận bọt bèo bị lu mờ, bôi xóa trong trái tim Thiên Chúa. Vì Ngài là tình yêu, nên hằng chăm chú quan tâm, âu yếm đồng hành và sống động hiện diện trong cuộc đời và việc làm của những con người yêu thương. Cũng thế, cuộc đời của người yêu thương được trở nên vô giá, vì đã không chỉ nhận diện và đón nhận tình yêu như món lời khi chỉ muốn nhận mà không cho, chỉ muốn sở hữu, chiếm đoạt mà không dâng hiến, trao tặng, chỉ muốn được phục vụ mà không phục vụ, chỉ muốn thu gom mà không san sẻ, chỉ muốn phiền người mà không chịu để người phiền, chỉ muốn vui riêng, hưởng một mình mà không đồng lao cộng tác, sầu chung, sướng cùng. Tình yêu trong Thiên Chúa đòi hy sinh cho người mình yêu, và chỉ trong hy sinh, tình yêu mới sinh hoa trái hạnh phúc đích thực. Hoa trái đó là bình an của Đức Giêsu đã sống lại, sau khi đã hy sinh đổ máu, hiến mạng sống cho nhân loại mà Ngài yêu thương đến cùng. Một khi đã nắm vững cái giá vô giá của tình yêu và sức mạnh phi thường của tình yêu, khi làm cho tất cả mọi việc, mọi sự, dù không có giá trị, được trở nên vô giá, chúng ta sẽ hiểu tại sao Thiên Chúa muốn chúng ta yêu thương và tại sao chúng ta không thể đạt hạnh phúc đích thực Thiên Chúa hứa ban nếu sống ngoài tình yêu Thiên Chúa muốn chúng ta dành cho nhau. Tùng Thánh là cao điểm của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Xin cho mỗi người chúng ta biết yêu như Chúa và cùng Chúa yêu thương hết mình, hết tình để nâng lên thành vô giá mọi người, mọi sự, mọi việc. Vì đó là thánh ý của Đấng đã muốn kéo mọi người, mọi sự lên với mình khi chịu treo trên thập tự. Em có nghe chăng bài tình ca Giêsu đã hát, ra diện minh mang lời tình yêu Giêsu hát, hát trên đồi cao kèm về lấy tha thứ chân tình, lấy yêu đến tận cùng, lời yêu lấp kẹt kẹt vực sâu. Thank you.
chia xa Maria, hát với anh em lời Phaolô, lời nhân chứng, hát cho tình yêu lên ngôi và thế giới từng ngày tình yêu đến tràn đầy đời hạnh phúc từ những tình yêu Giêsu. Hát lên đi em bài tình ca Giêsu đã hát, hát với con tim lần đầu tiên